Năm 2017, quân đội Nga chính thức đưa vào trang bị súng phóng lựu liên thanh AGS-40 Balkan, có tính năng chiến đấu ưu việt hơn những thiết kế trước đó nhờ ứng dụng công nghệ mới và những giải pháp rút ra từ kinh nghiệm thực chiến. Dựa trên hiệu quả và kinh nghiệm sử dụng các dòng súng phóng lựu cỡ 30mm từ những năm 1980, Liên Xô đã phát triển mẫu súng phóng lựu mới với các yêu cầu cao hơn về sức công phá của đạn cũng như tầm bắn. Mẫu súng phóng lựu AGS-40 chính là vũ khí như vậy. AGS-40 có khối lượng 46kg do sử dụng cỡ đạn lớn và uy lực hơn. Súng bắn lựu đạn không vỏ với chi phí thấp hơn và đơn giản hóa thiết kế do không cần cơ chế đẩy vỏ đạn ra ngoài. Cỡ đạn 40mm cũng uy lực hơn đáng kể so với loại đạn 30mm trên các súng phóng lựu kiểu cũ. Nó có sức sát thương cao hơn, tầm bắn tối đa cũng được tăng lên tới 2.500m và được tích hợp hệ thống ngắm hiện đại, bao gồm cả kính nhìn đêm. AGS-40 có tốc độ bắn khủng khiếp lên tới 400 viên trên phút. Súng sử dụng hộp tiếp đạn chống với dây đạn chứa 30 quả đạn, dây đạn nặng tới 14kg. Đạn cũng được thiết kế có tính ưu việt hơn tất cả các loại đạn hiện có trước đây với khả năng nổ phá mảnh định hướng tạo ra vùng sát thương rộng tiêu diệt sinh lực địch, cũng như công phá được cả giáp những phương tiện chiến đấu hạng nhẹ. Điểm độc đáo của AGS-40 chính là băng ghế gấp có thể tháo rời được gắn lên giá ba chân của súng làm chỗ ngồi cho xạ thủ. Chiếc ghế này không chỉ giúp xạ thủ có tư thế bắn thoải mái hơn và còn giúp súng ổn định hơn và giảm giật khi tận dụng trọng lượng của xạ thủ để cân bằng súng sau mỗi phát bắn. Thiết kế này đặc biệt hiệu quả khi tác chiến ở vùng đồi núi. Với thiết kế dạng module, súng AGS-40 có thể gắn lên tháp pháo các loại xe thiết giáp, xe bọc thép, trực thăng quân sự hoặc nằm trong thành phần các hệ thống vũ khí điều khiển từ xa hiện đại khác.